Vâng, xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày 11 tháng 1 năm 2020 thì tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão Hải Phòng, Đức Trung lên sóng giới thiệu cho quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios bản E được sản xuất năm 2015. Vâng, xe thì có cái lớp sơn là màu vàng cát. Bên Đức Trung chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe mà bên Đức Trung mới nhập về, cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang đề xuất bán. Thì trước mắt quý anh chị cùng các bạn, đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E được sản xuất năm 2015. Vâng, xe thì tư nhân một chủ, cho nên là tất cả các cái nội ngoại thất cũng như là máy móc gầm bệ thì còn rất là chất. Đức Trung sẽ quay cho quý anh chị các bạn xem từng phần một. Đầu tiên là cái phần ngoại thất của xe. Vâng, xe thì được trang bị gương kính chỉnh điện, la răng đúc, phanh đĩa bốn bánh, màn hình cam đùi đầy đủ. Một cái mẫu xe form mới rất là đẹp, màu vàng cát, đã được phun đồ chơi. Quý anh chị các bạn mua về thì sẵn sử dụng, bởi vì là cái dòng xe này là xe mới được bảo dưỡng định kỳ rất là tốt, cho nên là xe còn rất là chất. Và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Vâng, chỉ với 375 triệu đồng là quý anh chị các bạn đã có ngay một chiếc xe Vios bản E màu vàng cát. Form xe thì còn rất là đẹp nha, nội ngoại thất sơn xi sạch sẽ, sáng bóng. Và sau đấy Đức Trung sẽ tiến sát vào để cho quý anh chị các bạn ta trải nghiệm mẫu xe này. Thì đầu tiên ta quan sát cái phần form đầu xe. Vâng, còn nguyên form nhé, đèn đóm rồi tất cả các cái chi tiết theo xe còn rất đẹp. Đấy, các cái cụm đèn pha này, rồi đến đèn gầm này. Đấy, cũng như là cái lưới tản nhiệt, logo xe thì được mang biển Hải Phòng 15A 56205. Ba đầu sốc trước sau vẫn còn nguyên zin hết nhé. Đấy, đèn gầm này, các cái cụm đèn pha này còn sáng quắc, các cái mối lắp ghép kỹ thuật này còn rất là khít đều. Vâng, đây là cái lốp đằng trước bên lái, à bên xin lỗi, bên phụ, là răng đúc, phanh đĩa. Vâng, xi nhan này tích hợp gương, do là chiếc xe bản đủ. Đấy, đăng kiểm thì còn tận đến tháng 7 năm 2021, khoảng một năm rưỡi nữa thì mới phải nghĩ đến cái chuyện đi đăng kiểm. Cái xe thì được trang bị vè mưa này, lẹp chân kính này, tay cửa ốp chrome. Đây, các cái sườn xe rất đẹp. Lốp sau bên phụ là răng đúc, phanh đĩa. Và đây là toàn bộ các cái phần đuôi của xe này, từ các cái cụm đèn hậu cho đến các cái đèn ở bên dưới ba đợt sốc này nhá. Về màu sắc, về hình dáng thì vẫn còn nguyên zin hết, rất đẹp luôn. Cam kết là xe không đâm va, không ngập nước, không tranh chấp về pháp lý nha. Là răng đúc, phanh đĩa, lốp. Đây là cái bảng mức tiêu thụ nhiên liệu. Đấy, đi ở đường kết hợp thì 6,3 lít. Đây, đường trong đô thị thì 7,9 lít, còn đường ngoài đô thị thì chỉ có 5,4 lít thôi. Xe thì form xe còn rất là đẹp. Trang bị động cơ 1,5 chấm, cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ 6 lít trên 100 cây. Đây là cái phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem kết hợp với màu vàng bò.
táp lô táp ly màu đen kết hợp với màu kem, trần lý màu kem nguyên bản đã được bọc ni lông. Vô lăng đời mới nhé, có túi khí này, củ số điều hòa cơ, màn hình rất là đẹp, có túi khí cho người ngồi bên phụ này. Gương điện, kính điện và cột kéo keo chỉ zin nguyên hết. Toàn bộ cái cánh đằng trước bên lái, các cái hõm tay cửa, hốc để đồ, loa, hạn chế cửa, đến hệ thống bản lề nguyên zin hết. Vâng, 375 triệu là quý anh chị các bạn sở hữu ngay một chiếc Vios. Vâng, đây là các cái dụng cụ, các cái hành lý của Đức Trung. Xe nó rất là chất, ăn ít xăng nên Đức Trung cũng hay đi bằng cái con xe này. Hàng ghế thứ hai còn rất là mới nhá. Cánh đằng sau bên lái sơn phi keo chỉ cực kỳ đẹp luôn, zin hết, các cái tem mác đầy đủ. Cánh đằng sau bên phụ zin hết, zin từng con ốc luôn. Tất cả các cái chi tiết dù là nhỏ nhất còn rất là đẹp. Đây, quan sát lại cái túi khí cho người ngồi bên phụ. Đây, bản lề, dây điện, khuy cửa, tất cả mọi chi tiết nhé. Và quan sát lại cái táp lô, táp ly của xe. Sau đây Đức Trung sẽ quay đến cái cốp cũng như là cái khoang động cơ cho quý anh chị các bạn ta cùng xem. Đây là toàn bộ cái khoang cốp chứa đồ của chiếc Toyota Vios bản E sản xuất năm 2015 biển Hải Phòng. Tất cả mọi thứ thì còn nguyên zin hết nhé. Còn cái lắp cốp mới luôn. Lốp dự phòng cũng còn mới luôn, ra răng đúc, tất cả mọi thứ còn rất đẹp. Vâng, đây là toàn bộ cái khoang cốp, đây là toàn bộ cái khoang động cơ của chiếc Toyota Vios bản E. Có cái lớp sơn là màu vàng cát biển Hải Phòng nhé. Cái tem mác của nhà sản xuất này, toàn bộ cái phần dàn đầu còn zin hết. Cái phần đinh bấm của giảm sóc này, ắc quy này, đến cái da máy này, tất cả các chi tiết này còn rất mới, rất đẹp. Đấy, cụm ABS nó nằm ở bên dưới đấy. Đây, ta quan sát cái lắp cabo. Tất cả các cái đèn này đã được nổi lên này. Đấy, khi mà xem lại. Đấy, đèn ABS, túi khí đầy đủ. Đèn check động cơ. Khi máy mà nổ lên thì chỉ còn mỗi cái dây an toàn cũng như là cái phanh tay. Ta đeo dây an toàn, ta nhả phanh tay xuống thì tất cả mọi
cái đèn báo ở trên là tắt hết. Kiểm tra cái cam nùi. Đây, cam nùi rất là nét. Kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios bản E được sản xuất năm 2015. Vâng, và xe thì được trang bị hai túi khí phanh ABS, bằng gương kính chỉnh điện, là răng đúc 4 bánh phanh đĩa. Vâng, đăng kiểm của xe thì rất là dài. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện trực tiếp tới Đức Trung số 0965 951 955 để ta chốt chiếc xe này. Vâng, xe bên Đức Trung đang chào bán giá 375 triệu. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau.